À, xin hỏi quý vị ở đâu? Alo, Azi là về tân đoàn Hà Nội đây. Ở Hà Nội đây. Vâng, Hà Nội về đây. Cho biết cảm tưởng về chùa này như thế nào? Ôi, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Vâng, chùa này tuyệt vời. Nói chuyện đạo, nói chuyện đời chút. Vâng, Thiền Lam. Thiền Lam muốn gặp bé Thiền Lam lắm. Muốn gặp bé Thiền Lam lắm. Azi là về. Rồi cái quan niệm của tỷ nương là như thế nào? Ôi giời ơi, đấy là một Phật tử dần dần là chúng em cũng muốn về đây. Một Phật tử thuần thành của Việt Nam mới sinh ra tuyệt vời. Ôi giời ơi, nhân vật bé Thiền Lam rất tốt phải không? Vâng, đấy, đấy mà nhân vật quý nhất của Việt Nam tới đây đây. A Di Đà Phật. Tôi muốn chia sẻ nhiều nữa nhưng mà có nhiều người ta phản biện, ta nói xấu bé Thiền Lam, quý vị nghe có lời khuyên gì không? Không không không. Không à, chúng em cứ nhất tâm được không? Nhất tâm là tịnh độ, về tịnh độ. Về đây không được lại. Bé Thiền Lam là quê ở Đồng Tháp. Vâng. Ở Long Xuyên, Đồng Tháp, Bình Dương. Quý vị bây giờ nhắn gửi một lời nào để động viên bé Thiền Lam đừng thối chuyển coi. Vâng. Cầm biết nói luôn rồi nè. Chị nói đi, chị nói. Thiền Lam ơi, Thiền Lam ơi, cố gắng lên con nhá. Mặt Phật tử thuần thành đây, một vị tương lai của Đức Phật đây, A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đây là mấy tỷ đương người miền Bắc mà rất mến mộ bé Thiền Lam và có lời chia sẻ rất chính xác về Thiền Lam. Đây, bà ở miền Bắc đây, ở Hà Nội đây con ơi, Thiền Lam ơi, bà ở Hà Nội đây. Vừa chia sẻ với con nha, con cố gắng lên nha, chia sẻ Phật pháp cùng với Phật quần chúng nha, động viên tất cả nha, một vị thiền tương lai nha, bà cửa mổ lắm con ơi, cố gắng lên nha. Dạ rồi, cảm ơn các vị rất nhiều nha, rồi chúc quý vị nhiều sức khỏe nha. Ơi ở đâu đến đây? Dạ ở đâu? Hải Dương à, con ở Hải Dương. À, ở đâu? Con ở Hải Dương à? Hải Dương ha. Dạ. Rồi vào vào đây hồi nào? À, và từ hôm 26 là đi hành hương trong này ha. Dạ vào đây lễ Phật ạ. À, lễ Bồ Tát. Có pháp danh tên gì không? Dạ pháp có danh, à. Pháp danh là gì? Pháp danh Đức Huệ Ngọc ạ. À. Đức Huệ Ngọc ở Hải Dương ha. Dạ. Rồi đến đây được mấy lần rồi? Dạ đến đây lễ Quán Thế Âm Bồ Tát lần thứ hai rồi. À, rồi quá hay ha. Dạ. Rồi chú biết cảm tưởng ở đây như thế nào? Tuyệt vời quá. Không thể nào nói hết được. Nghĩa là bữa nay cái lượng khách rộng mấy chục ngàn người đó nha. Đông lắm. Cái từ trường ở đây rất tuyệt vời, đến ai cũng ôn hòa vui vẻ. Cái tâm rất thiện lành. Và môi trường ở đây rất đẹp, rộng rãi, đẹp sạch sẽ luôn. Đông Phật tử như vậy mà rất sạch. Rồi bây giờ Lại vào đi con hai
Kinh đại họ chi cả, chúng ta ngồi chúng ta cũng sắp chút xíu nữa là xong ngồi chúng ta tập dọn
Nên con ruồi của mỗi con kiến con gián chúng ta cũng dám tình luyện giết vì nó cũng muốn sống như mình nha. Ví dụ như vậy đây là con mũi nó bay lên mình nha. Thì thôi mình nói nó sao ớn lắm.